bị tung tin đồn bỏ đi, để lại tờ đăng ký kết hôn cho Kiều Minh Tuấn, các Phượng dọa sẽ tìm đến tận ổ. Diễn viên các Phượng vô cùng bức xúc khi có kẻ tung tin đồn cô bỏ đi để lại tờ giấy đăng ký kết hôn cho Kiều Minh Tuấn. Thời gian gần đây, tin đồn các Phượng chia tay với Kiều Minh Tuấn khiến dân mạng xôn xao. Thậm chí, đến con trai của các Phượng cũng hoang mang hỏi mẹ về thông tin này. Các Phượng nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn chia tay. Cô khẳng định với fan, mối quan hệ của mình và chồng vẫn bình thường. Thậm chí, Kiều Minh Tuấn còn rủ các Phượng đi du lịch ở Đà Lạt. Tuy nhiên, mới đây vẫn có kẻ tung tin đồn rằng vì không giữ được Kiều Minh Tuấn nên các Phượng đã để lại tờ đăng ký kết hôn cùng loạt tâm sự chia tay. Trước tin đồn này, nữ diễn viên khá bức xúc và chia sẻ trên trang cá nhân. Phật trời ơi, các tôi muốn đột quỵ má ơi, để lại tờ đăng ký kết hôn nữa mới ghê. Mà tờ giấy kết hôn nó ghép mới ghê, rồi không lẽ máy sắp đó là tôi ngồi viết tay những lời tâm sự chia tay. Thời buổi mà còn viết tay tâm sự mà tâm sự chia tay là sao, ha ha. Mấy tờ giấy kịch bản tôi viết mà nó nghĩ ra được tờ giấy kết hôn, rồi để lại tâm sự chia tay mới ghê, nhắn nhủ nhẹ nếu còn tiếp tục xàm xí nhảm nhí. Để tụi bay trục lợi trên sự hoang mang của khán giả thì cô Cát này hứa sẽ tìm đến tận ổ của tụi bay đấy. Sau khi đọc được chia sẻ của các Phượng, nhiều sao Việt cũng bình luận, diễn viên Kinh Quốc chia sẻ, lộn ruột luôn, nghệ sĩ Hồng Vân thì tiết lộ cũng từng bị tin đồn như các Phượng. Loạt sao Việt bình luận ở dưới dòng chia sẻ của các Phượng.